cho mày đi. Đấy, con lên hè đi. Giao thông đang đông lên đây. Lên vỉa hè thì đuổi xuống. Xuống xong thì lại đuổi lên vỉa hè. Thế sao lên đâu? Đấy, con lên vỉa hè đi. Giao thông đang đông lên đây. Lên vỉa hè không được bảo. Lúc nào chạy ta luôn đấy. Thế sao lên đâu?